ván cờ này là pháo công đại thắng, đối phương chết sạch quân. Ngày hôm nay là ngày 24 tây tháng 7, 2016, vào lúc 2 giờ trưa, Chủ nhật. Xin hẹn gặp lại ván cờ kế tiếp. Và cũng không quên chúc những bậc tiền bối dồi dào trí tuệ, tinh tấn những bước đường đi tuyệt chiêu. Xin chào, tạm biệt, bye.